canh xong canh là lấy phi phong của đàn cóc nè đó, rồi canh rồi đó. À, hay quá anh em ơi. Ok, để Khải sơ đồ anh em xem nha. Đây, nhiều anh em chắc là mới vô kênh chắc còn chưa biết sơ đồ Khải là sao. Ok, để anh em xem. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải cũng canh từ top 2 canh xuống top 3 để lái phi phong anh em. Nhưng mà công nhận mình canh cũng rất là chuẩn đồ mình. Chỉ hơn Chipper 20 điểm là một con NBC thôi anh em. Hơn Chipper 1 điểm, một con quái NBC thôi. Thì mình top 2 mà mình đã bị nhảy xuống top 3 và canh quá hợp lý nè. Mình đã lái được phi phong. Đây, mình lái được phi phong anh em xem. Tí về phe kim anh sâu đồ. Anh em, cho anh em xem hôm nay là được top 2 nhưng mà Khải thả gì top 3 anh em. Top 2 mà Khải thả gì đó. Rồi ok, cho anh em xem xích đồ của Khải đây. Vừa rồi top 3 được phi phong, cái này cũng có một góc 3 ngày anh em. Đó. Được thêm viên thị tinh nữa, quá phơ luôn. Đây. Nói chung là xích đồ này xích đồ mới nha mọi người. Nhiều anh em vào kênh Khải thì không biết Khải như thế nào nhưng mà xích đồ này xích đồ mới anh em. Hiện tại Khải đang có 4 kỹ năng vốn có nha anh em. Đây. Hiện tại hôm nay thì Khải đốt top 2 nhưng mà Khải thả xuống top 3 lấy phi phong này. Đó. Rồi, cho anh em xem xích đồ đây. Nói chung là set đồ Khải thì cũng không khác cái set đồ cũ nè. Cũng là full hiệu ứng, full chón, full chậm. Và kèm theo một cái đao full đam. Cho anh em xem, đó. Đó, sát thương nội công 191. Ok chưa? Quá đẹp chưa? Và một cái nón chống 40. Và hôm nay thì Khải cái nhận chón 40 thì Khải giao dịch Khải trả người ta rồi. Khải đang mang cái chón 30, hiện tại Khải đang có 70 chón thôi nè. Khải đang có 70 chón thôi. Đó, 70 chón thôi. Nói thường thường thì nếu mà mua được cái nhận chón 40 thì Khải có lại 80 chón nha anh em. Tại vì server này cũng có tầm 5-6 chiếc cái nhận này rồi. Đỡ Khải tìm tiệm Khải mua lại cái nhận khác. Rồi, hiện tại làm chậm thì Khải có 85 chậm. Đó, nói chung thì tương đối là 80 chậm, 80 chón rồi nè. Nếu mà mua được cái nhận nữa là xong thôi. Server này cũng có nhưng mà Khải mua bị hụt anh em. Rồi, phun khăn lôi. Đó. Xoay bướm vào đàn nè. Ok. Đó. Phun khăn lôi. Thì tầm này thì Khải khăn lôi 75 anh em. Và kỹ năng vốn có 4 cấp từ phi phong, áo và hai cái trên cái nhắc cỡ trên đầu là 4 cấp anh em. Và con ngựa này Khải mới mua nữa nè anh em. Đó, anh này đầu tư nói chung tổng set đồ này của Khải thì tính nhẹ nhẹ cả sát cả đồ thì hơn 5 triệu anh em. Cả cái ạc của Khải vừa đầu tư 123. Với lại đồ này thì nói chung cộng lại hơn 5 triệu, hơn 5 triệu rưỡi ấy. Đó, 4 kỹ năng rồi nè. Đó. 2 cấp nữa thì mới mát được Sơn Hà nha nè. 2 cấp nữa thì mát Sơn Hà thì kháng cả 10, sinh lực 300, nội lực 300 và bỏ qua xem nhẹ bên phòng đối phương 5%. Đó. Đây. À, nói chung này cũng có khá nhiều anh em không biết đồ thì đó. Đó sẽ đồ Khải đây. Đó. Sẽ tương đối là 80 chón. Và 80 chậm và full đam. Đó, Khải đang tìm một cái nhẫn nữa xong rồi. Rồi, dạ thôi anh em. Rồi anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em. Cảm ơn anh đã xem video và đừng quên cho Khải một like và một đăng ký kênh nha anh em ơi.